Top 10 mẫu xe đáng chú ý nhất tại triển lãm ô tô Munich 2021 Mặc dù số lượng các hãng xe tham gia triển lãm ô tô Munich 2021 ít hơn, nhưng sự kiện này vẫn hội tụ nhiều mẫu xe ấn tượng, đặc biệt là xe Đức. Triển lãm ô tô Munich 2021, trước đây là triển lãm Frankfurt IAA, hiện là triển lãm ô tô lớn nhất tại Đức. Ảnh hưởng liên tục từ COVID-19 đồng nghĩa rằng số lượng các hãng xe tham gia triển lãm ô tô Munich 2021, IAA Mobility, đã giảm xuống. Dù vậy, sự kiện năm nay chứng kiến sự xuất hiện của nhiều công ty trước đây chưa từng tham gia triển lãm ô tô. Diễn ra đến hết ngày 12 tháng 9, IAA Mobility hội tụ nhiều mẫu xe thú vị và sau đây là danh sách 10 mẫu xe đáng chú ý nhất. 1. BMW Vision Circular Concept. BMW Vision Circular Concept thể hiện tầm nhìn dài hạn của BMW về tương lai của hãng vào năm 2040. Mẫu subcompact hatchback này chỉ lớn hơn một chút so với xe điện BMW i3 hiện tại. Dù vóc dáng nhỏ nhắn nhưng bên trong xe rất rộng rãi vì động cơ điện và bộ pin không chiếm nhiều không gian. Quan trọng hơn, BMW e Vision Circular Concept có thể tái chế 100%, ngay cả pin thể rắn. Được biết, vỏ thân xe là nhôm không sơn với logo BMW kép được khắc vào kim loại thay vì dán huy hiệu nhựa. Theo hãng xe Đức, một số thiết kế của mẫu concept này có thể xuất hiện sớm hơn vào khoảng năm 2025. 2. Mercedes e SUV Mercedes EQB trông khá quen thuộc vì đây là phiên bản xe điện của mẫu crossover GLB Class hiện nay. Theo hãng xe Đức, EQB có thể sẽ là một trong những mẫu xe điện Mercedes-Benz giá cả phải chăng nhất đến tay người tiêu dùng. Với chiều dài 4.674mm, xe cung cấp hàng ghế thứ ba tùy chọn giống như GLB. Ban đầu, EQB trang bị dẫn động 4 bánh với pin 66,5kWh và động cơ 225 hoặc 288 mã lực. Sau đó, xe sẽ bổ sung thêm phiên bản dẫn động cầu trước và phiên bản phạm vi hoạt động mở rộng. 3. Volkswagen ID. Life Cross Volkswagen ID. Life là phiên bản ý tưởng của mẫu Sao compact sẽ được sản xuất trong tương lai. Xe có kích thước còn nhỏ hơn cả ID.4 và ID.3, được thiết kế theo phong cách thông minh. ID. Life trang bị động cơ điện 231 mã lực và pin 57 kWh. Theo hãng xe Đức. Xe có thể chạy được hơn 400 km trên lần sạc theo chu kỳ WLTP châu Âu. Mặc dù không có phạm vi hoạt động xa như xe Tesla nhưng ID.Life có ưu điểm là kích thước tương đương với Hyundai Venue. 4. Audi Grand Sphere Concept. Chuyên cơ mặt đất là cách hãng xe Đức mô tả về Audi Grand Sphere. Về ngoại hình, xe dài, thấp và bóng bẩy. Grand Sphere cũng là nền tảng cho tầm nhìn của Audi về khả năng lái tự động. Cụ thể xe trang bị vô lăng có thể thu gọn và có thể tự lái cấp độ 4, nghĩa là tự lái hoàn toàn trên một số con đường nhưng hoạt động như bình thường trong các khu vực khác. Một điểm đáng chú ý khác của Audi Grand Sphere là xe có bảng điều khiển dạng phẳng và không có nút bấm hoặc màn hình cảm ứng. Theo dự kiến, phiên bản sản xuất có thể sẵn sàng vào năm 2025 hoặc 2026. 5. Porsche Mission R Porsche Mission R có hai mức công suất khác nhau là 671 mã lực và 1073 mã lực. Được biết, xe trang bị các động cơ điện riêng biệt phía trước và phía sau. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km h chỉ trong 2,5 giây. Với pin 90 kWh, Mission R được sạc từ hệ thống 900V với mức sạc lại từ 5% lên 80% chỉ mất 15 phút. Đáng chú ý, Porsche Mission R đưa ra ý tưởng về thiết kế xe đua trong tương lai khi có lồng chống lật bằng sợi carbon. 6. Smart Concept Thăng 1 Là xe liên doanh giữa Daimler, công ty mẹ của Mercedes-Benz và Geely, công ty mẹ của Volvo, Smart Concept Thăng 1 sẽ được sản xuất tại Trung Quốc. Đây sẽ là mẫu xe lớn nhất từ trước đến nay của Smart khi có chiều dài 4.293mm, ngang bằng với Mini Cariman. Điểm nổi bật khác của xe là có màn hình cảm ứng 12,8 inch và kiểu dáng tròn trịa. 7. City Transformer City Transformer được thiết kế như là mẫu xe điện nhỏ nhắn chuyên chạy trong thành phố. Tính linh hoạt được thể hiện thông qua việc xe có thể thay đổi hình dáng. Cụ thể, City Transformer có thể tăng chiều rộng khi cần để giúp người dùng thoải mái hơn ở các chế độ khác nhau. City Transformer có chiều rộng 1.000 mm hoặc 1.400 mm, tuy nhiên chiều dài không thay đổi là 2.500 mm. Những chỉ số đang chú ý khác là tốc độ tối đa 90 km/h và phạm vi hoạt động 120-180 km. Được biết, xe có thể đặt hàng trước với giá khởi điểm 15.000 đô la Mỹ (341 triệu đồng). 8. Mercedes-Benz EQG đây là phiên bản xe điện của Mercedes-Benz G-Class. Hệ thống treo độc lập ở phía trước và hệ thống treo phụ thuộc ở phía sau sẽ cho phép chiếc xe có thể vượt qua những địa hình hiểm trở. Theo hãng xe Đức, Mercedes-Benz EQG có tới 4 động cơ điện và mỗi động cơ dẫn động mỗi bánh. Nhờ vậy, xe có khả năng vượt địa hình tốt hơn so với G-Class tiêu chuẩn. Về ngoại thất, Mercedes-Benz EQG có phong cách cổ điển với vóc dáng hình hộp, hộp đựng lốp dự phòng lớn ở phía sau, bây giờ có hình dạng vuông và tay nắm cửa cỡ lớn. Giá của phiên bản xe điện có thể sẽ không chênh lệch nhiều so với G-Class truyền thống vốn có giá khởi điểm 130.000 đô la Mỹ, khoảng 3 tỷ đồng. 9. Mini Vision Urbanote. Mini Vision Urbanote có vẻ ngoài bóng bẩy và vóc dáng giống xe minivan. Trong khi đó, nội thất có ghế ngồi kiểu sofa và vô lăng có thể ẩn đi khi ở chế độ lái tự động. So với Mini Cariman hiện nay, Urbanote có kích thước lớn hơn và không gian bên trong cũng rộng rãi hơn. Tuy nhiên, khi đưa vào sản xuất thương mại Mini có thể sẽ phải giảm cấp độ tự lái. 10. Dacia Jogger Dacia Jogger là mẫu xe thuộc liên minh Renault, Nissan, Mitsubishi. Jogger sẽ là mẫu SUV lớn nhất của Dacia và có tùy chọn 3 hàng ghế giống như Mercedes EQB. Đang chú ý, mẫu xe mới này sẽ có giá khởi điểm cực kỳ hấp dẫn, chỉ khoảng 18.000 đô la Mỹ, 410 triệu đồng. Tại thị trường Mỹ, những mẫu SUV cỡ nhỏ có khả năng vượt địa hình giống như Dacia Jogger đang rất được ưa chuộng đặc biệt là còn có hàng ghế thứ ba